vẫn tiếp tục là cái mức danh ấy. Và chào mừng tất cả bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Và mình là Đức Bom đẹp dài mã số 02 đến từ Dubai. Như các bạn cũng đã biết thì lần trước mình đã thủ lóc trại chỉ huy rồi. Và lần này mình sẽ thực hiện thử thách là thủ lóc khu lọc dầu nhá. Ok, thì hôm nay mình có đồng đội đi cùng. Đó chính là Văn Huỳnh, Tuấn Ma và Long Vũ. Và mấy thanh niên này có nhiệm vụ là đi nhặt đạn và súng cho mình nhá. Hiện tại mình chưa có súng thì mình cứ bắn tạm cái súng trích điện đã. Đi đâu. Hôm nay kỹ năng nhân vật mình thay đổi một chút là mình mang con Isis bắn xuyên keo. Rồi, lú lên. Nó phát hiện ra mình rồi đấy. Lú lên một viên đầu rồi. Lú lên, rút hàng nóng lại. Bắn này, ui quả đấy không ke được đầu kìa các bạn ơi. Tiếc quá, tiếc luôn. Bây giờ thì không biết là đồng đội của mình có nhặt được cái súng gì không. Ui, báo kìa. Mất một đống máu luôn. Đấy, anh hồi cho nhá. Thì cây súng này rất là cơ động, vừa tấn công được mà lại còn vừa hồi máu được. Mỗi tội là không bắt tâm được thôi. Bây giờ mình phải ke đầu rồi. Ke đầu này, ngon, 2Q thơm phức. Hiện tại thì đồng đội chưa nhặt được cái gì hết, nên là mình vẫn sống dựa vào cái máy bán hàng cá nhân thôi. Bây giờ thì xem là mua tạm cái bình cứu thương trước đã, không tí không có máu mà hồi. Rồi, mua được 2 bình luôn, ngon. Bây giờ thì cũng gọi là vãn người rồi, nên là đồng đội của mình sẽ đi xuống nha. Anh em ơi, đi xuống nhặt súng ở xác này này. Đấy, ở cái xác chỗ bom keo ấy. Đấy, đầy đồ luôn ấy, đảm bảo luôn. Rồi, bây giờ ngồi ở trên này hóng như kiểu là hóng mẹ đi chợ về ấy. Không biết là có mua cái gì cho ăn không. Nào, được cái gì không. Anh em cứ bình tĩnh cẩn thận nhá, không thằng nào bắn nào oẳng. Đây rồi. Cái gì đây. Ui, nhiều đồ đấy. Ui, M14. Ui rồi, 3 chip. Ui, lại còn có nhiều đạn. Ui, hợp lý luôn. Được của nó. Quanh cái khu lọc dầu này thì chỗ này chưa phải là chỗ cao nhất nhá. Nhưng mà chỗ này nó đẹp, nó quá là hợp lý luôn. Đây, đục này, đục vào người này. Khẩu này bắn vào người thì cực kỳ là đau luôn nhá. Cái lý do mà tôi chọn vị trí này ngồi ở trên này ấy thì nó quá là hợp lý luôn, các bạn nghe nhá. Ví dụ tôi mà bị thằng nào bắn đúng không, tôi sẽ thụt xuống bên dưới. Thì cái chảo này là nó có một cái địa hình cong, với lại là đồng đội thả Santilo cũng đỡ mất thời gian. Được gì nữa. Ui giời, AK ngon, tăng lương nhá. Chính thức là Tuấn Ma được tăng lương từ 10.000 lên thành 20. Cố gắng lên em. Tiếng chân ai to nhỉ, khu này khu anh đi nhẹ nói khẽ nhá, cười duyên. Nào, cười lên nào. Cười lên. Ui giời, không có tầm bắn kìa, có tầm bắn nào chết ngay. Đâu rồi, chạy đâu rồi. Ui, chạy trong nhà sao nhở? Rồi, bây giờ mày cứ chạy vòng vòng quanh khu này đi. Mày chạy đâu thì chạy. Rồi tí mày sẽ phải làm dưới tay anh thôi. Nhớ nhặt cho nhiều đồ nhá. Ô, mấy cái thằng này xuống nhặt. Ôi dồi ôi, báo. Thề vừa mới tăng lương xong giảm nhá. Chứ 10.000. Bây giờ yêu cầu anh em bổ sung đạn nhá. Còn thằng nào bắn thì để tôi xử lý cho. Rồi, không biết nó ở đâu luôn ấy. Hình như là cái thằng vừa lẫy sao ấy. Ở bên này có không? Không có. Đau. À, chính xác rồi. Chính xác là cái thằng vừa nãy mình bắn một phát vào mồm mà chưa chữa. Mày chưa chữa này. Anh em lên kiểm tra thằng này xem là nó có súng móc không nhá. Xong một tí nhặt đồ xong móc lên đây. Ui, món quà chơi ban. Ngon. Một kill free thơm phức. Rồi, gạt thằng này đã. Ok. Chỗ thằng này bò đâu ấy? Đây. Gạt lốt. Bò nó đẹp như này tầm này đông phải biết các bạn ạ. Bây giờ Long Vũ mà xuống nhặt được cái hồng thính thì ngon nhỉ. Bây giờ anh em xuống cứu Long Vũ đi. Thì trong cái trận đấu này mình đã phân công cụ thể rồi. Văn Huỳnh và Tuấn Ma sẽ đi nhặt súng, còn Long Vũ sẽ là người xuống và đi cứu anh em. Cũng như là Long Vũ phải đảm nhận cả vai trò nhặt súng ở xa, xong vứt ở dưới cái chân này rồi anh em thả Santilo xuống để nhặt. Ui, có người. Thằng nào láo nhở, bắn anh em tao đúng không? Bây giờ tao sẽ cho mày xem ảo thuật Tuấn Ma giật xuống. Sau nhá, lé bọn anh ra nhá. Anh ở trên này thì để yên bọn anh làm clip cho xong đi, để bọn anh còn đi ăn cơm với nhau. Thực sự rất là đói rồi, anh chỉ muốn kết thúc trận đấu này sớm thôi. Đâu, thính đâu. Hy vọng ở trong cái thính này có AWM. Ui, rơi xuống. Đừng rơi xuống dưới nhá. Rồi, đừng nắn. Đây rồi, mình phải đợi nó sáng đèn đấy, không là đi vào chết. Ui, M4A1. Thà bắn khẩu M14 cho nhanh. Huỳnh nhà xu Huỳnh ơi, tí cứu Tuấn Ma này. Cứ đúng chắc nhiệm vụ của anh em đi, còn lại tôi lo hết. Ui, cái UAV này, không biết là mình có đứng được lên đây không các bạn nhỉ? Để hôm nào mình thử. Bo thì nó cũng thu rồi, mình cũng gần như là hoàn thành thử thách rồi các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ nhảy xuống nhá. Tiếp tục nha, mình sẽ chinh phục cái lóc trại chỉ huy nha. Tầm này đây là không có địch nữa rồi. Các bạn cứ xem hết clip nhá. Tí mình sẽ làm một trận nữa để cho nó dài, cho clip nó hay. Ok. Và các bạn nếu mà thấy hay cho mình xin một like nhá, để mình có động lực ra thật nhiều clip hay hơn. Và các bạn muốn mình thủ ở cái lóc nào thì các bạn comment ở bên dưới nhá. Rồi tôi nhặt cái adup đã. Ngon. Bây giờ mình sẽ lên nốt cái lóc trại chỉ huy cho nó xong đi. Chứ bây giờ mà out trận thì nó cũng phí ấy. Ok, đi thôi. Bây giờ mình sẽ phải bắn cẩn thận nhá. Mình sợ bắn lệch một cái thôi là rơi vào ổ địch ngay. Rồi căn thật kỹ này. Ui bò đau đấy. Đây rồi bay vậy. Ui. Ui có hàng ngon. Hàng ngon. Ê à, thanh niên này chắc là xem clip mình thủ lóc trại chỉ huy đây. Khả năng là bắt trước. Mình không biết nữa nhưng mà mình nghĩ là như vậy. Rồi, có đạn. Ui thằng này giàu này, có súng móc luôn, tí mình cũng dễ xuống rồi. Từ trên này thì còn kill nào mình vét lốt nhá.
chứ tầm này cũng còn 15 người thôi. Mà cái vòng bo nó lại còn thu sát như này thì không đẹp tí nào hết. Khả năng là tí phải nhảy xuống ấy. Huỳnh nhá, để ý nhá, thằng nào nhảy từ trên rơi xuống là bắn luôn nhá. Còn mấy thằng này để mình, mấy thằng này để mình chạy đâu. Anh em mày ăn gì trâu ấy? Rồi đúng rồi, đặt keo. Đúng rồi, tuyệt vời đấy. Anh mang kỹ năng xuyên keo. Cái giá như cái vòng bo này nó chỉ cần thu lại đúng lệch một tí thôi là tôi ở trên này tôi tanh bo luôn, nhưng mà bo lại không ủng hộ tôi. Thôi, lốt mạng này rồi em đi xuống. Và giờ trong cái trại cai nghiện này thì cũng đã hết người rồi. Đã nhận được vị trí binh của đồng đội, bây giờ mình sẽ xuống thôi. Anh em thấy địch ở đâu anh em cứ ghim lại, đợi một tí mình đến. Nhưng mà từ từ đã, để check này. Ở trên này cũng có người này, nhưng mà ở trong trại cai nghiện này thì khả năng là mình sẽ xử trước nhá. Anh em đừng bắn, đợi tí. Đâu, hàng đâu, hàng đâu. À rồi rồi, cảm ơn anh em đã nhường kill nhá. Nó giật Santilo ra ngoài, ui nó lại vòng vào trong đây. Mày bịp ai đấy? Hả? Mày bịp ai? Mày giúp ông đấy đi. Mày bịp tao hả mày? Mày bịp tao nhìn theo cái Santilo của mày, xong rồi mày rút vào trong đây mày ngồi ỉa đúng không? Khôn như mày của anh đầy, nhưng mà mày bị đánh dấu không thì anh cũng bị lừa. Rồi tầm này máy của mình nó nóng rồi các bạn ơi. Nó bắt đầu lag rồi. Nó không còn chơi game mượt mà thằng nữa rồi. Bây giờ thì dí giáp thôi. Dí được tí nào hay tí đó, chứ bây giờ không kéo tâm được. Mấy hôm nữa mùa hè đến thì không biết nó như thế nào nữa đây. Rồi ông nào ăn luôn đây. Bạn bè với nhau mà không nhường cho nhau được một cái kill. Bây giờ còn thằng cuối cùng thôi. Anh em đừng, anh em cứ để tôi, bây giờ không kéo tâm được, dí giáp mày luôn. Chạy đi đâu? Rồi, mày chạy à, anh em ơi, dí nó anh em ơi, đuổi theo đó. Mày đứng lại, ông ta đuổi được, tao băm mày ra thành ba mảnh luôn. Chạy, ui nó còn đặt min kìa. Nhưng mà anh khôn lắm, anh chạy lối này cơ. Dí. Chạy đâu rồi, Rồi, chạy bo tự sát à? Tao không cho mày chết bo luôn cơ. Mày ngu. Ok, khả năng mình làm thêm một trận nữa nha bạn nha. Thêm một trận nữa cho nó gay cấn nha. Rồi, chúng ta lại quay lại cái đường cũ thôi. Nhưng mà lần này thì đã vắng mặt của Long Vũ rồi các bạn ơi. Long Vũ thì đi nói thẳng ra luôn đi. Thôi đằng nào cũng lỡ mồm rồi thì cũng nói luôn là Long Vũ đi vệ sinh rồi nhá bạn nhá. Rồi bạn nào đang ăn cơm thông cảm mình vừa nãy lỡ mồm. Mình đã phát hiện ra một thanh niên chui ở đây, không biết nhặt được cái súng gì chưa. Ke đầu, ke đầu. Ui ơi, nhìn cái quả đam kìa. 385, à hình như nó không có mũ. Rồi anh em được súng gì chưa? Rồi chim bói cá đúng không? Cũng được, khẩu này bắn cũng nhanh. Và cũng đồng nghĩa với việc là nhanh hết đạn. Bây giờ thì cứ lên cao trước để bắn nhá. Ở trên cao này thì dễ bắn ở bên dưới hơn này. Còn chỗ kia nó hơi bị tù ấy. Ôi thôi, xong rồi. Ý, bình tĩnh, hồi máu đầy đủ á. Mà thôi, đã là đức mõm thì phải chất lượng. Ok, chơi khô máu luôn. Xin tí đồ xong là lấy súng móc xong là lên lại các bạn ơi. Rồi thằng có luôn. Ngon. Ê, tao chưa bắn mày nha. Mày đừng có manh động nhá. Này, để tôi bật hack bắn xuyên keo. Giờ thì tôi sẽ lên lại cái vị trí ban đầu nhá. Súng móc này, tôi bay kiểu hủy bỏ xong là bay phát lửa thì nó sẽ được liên tiếp nhá. Nhiều bạn cứ hỏi mình cái cách bay súng móc thì đơn giản thôi, cứ ấn hủy bỏ xong rồi bay tiếp. Còn tem của mình thì hiện tại thiếu một người cũng không quan trọng các bạn ạ, bởi vì là hai người thường thường sẽ đủ. Ui rồi ôi. Nhanh đi. Nhanh như một cơn gió luôn Tuấn ơi. Thôi nó cứ đe dọa đến tính mạng của anh em thì anh em cứ bắn nhá. Thoải mái đi, không cần phải nhường kill cho tôi đâu. Ok. Hơi nhiều tiếng chân. Ở đâu? À, dám bắn em tao. Ký đầu mày luôn. Đúng rồi, Huỳnh xuống đi Huỳnh ơi. Trông thì nhìn giống boss nhưng mà không phải đâu. Các bạn nhìn mức danh của mình này. Thậm chí là Văn Huỳnh với Tuấn bây giờ còn 4 sao nhá. Nên là thường thường mấy trận này bắn rất khó. Trăng thanh gió mát, em ngồi rửa bát. Bỗng nhiên em hát bài ca bát ngát. Chạy đi đâu. Rồi, quá đen cho em luôn. Chỉ một giây nữa thôi là nó đứng giữa lựa chọn lên cầu thang hoặc chui vào trong nhà. Nhưng mà nó lại phân vân ở giữa. Quả đấy cắm thẳng vào trong nhà luôn là sống, đảm bảo luôn. Rồi Tuấn với Huỳnh thu thập trang bị mang đây nhá. Hiện tại mình đang đóng quân ở trên này và mình cảm giác là trên này bây giờ mình không thiếu gì nữa rồi, bởi vì anh em mình rất là chăm chỉ. Một thanh niên nữa này. Nói cái người ra đây. Lú ra. À bay lên đây à. Rồi. Cho nó bắn chết Văn Huỳnh luôn. Cho bắn chết luôn. Bắn đi. Đúng rồi. Bây giờ thằng này mình bắn full vàng cũng chết này. À ngộ không à. Rồi. Tiếng súng đẳng cấp không? Nghe quá là chill, quá là lo-fi luôn. Tiếng súng được chạy bằng cơm. Mình nghe Huỳnh, tôi chôn Việt Nam. Thôi đừng dỗi nha. Tí vẫn nhặt súng cho tôi nha. Tăng lương 10.000 nữa. Nãy giờ thì mình tập trung khá nhiều ở cái mảng bên này. Bây giờ mình sẽ check ở bên này xem có ai không. Không có ai luôn. Thường thường bên này mình chả thấy có địch mấy. Toàn thấy ở bên này là nhiều. Đúng rồi, cái xác đấy. Giàu lắm, đúng rồi nhặt đi. Lần trước thì mình có... Tao đang kể chuyện cho mọi người nghe, mày phá đám nhỉ? Tiếp tục câu chuyện là lần trước thì mình có đi một mình. Thì mình cảm thấy là nó rất là khó. Nhưng mà khi mình đi cùng đồng đội ấy, mình thấy nó dễ quá ấy. Khả năng là clip sau mình sẽ chơi một mình nhá. Các bạn thích mình có đồng đội hay không có đồng đội thì comment bên dưới nhá. Anh em mới chỉ đi 2 vòng nếu các bạn nhìn này. Lượng đạn rất là nhiều luôn. Đó. Rồi phát hiện ra một thằng này. Chạy đầu một viên đầu này.
Đấy, bắn chân luôn, nòi cái chân ra, bắn luôn. Kẹo đâu mà không biết đặt. Mày chơi game mày ẩu như vậy thôi, mày ra mày chơi trận mới luôn đi. Hề luôn đấy, chơi game không đặt kẹo. Rồi, một thanh niên đang chạy vào trong nhà. Nãy giờ là tôi không có kill nên là tôi rất là chán. Bây giờ tôi sẽ phóng xuống bên dưới nhá. Tôi ăn mạng thằng này xong rồi tôi sẽ bay lên lại. Thằng này mặc đồ dụng khá giống LMC. LMC này tí vớ vẩn LMC thật nhỉ. Rồi, bay lên lại đã. Cho nó đúng cái nội dung của mình làm. Thì nội dung của mình làm là thủ ở trên này ấy. Mà thực sự luôn ấy là mình hơi ngứa tay. Bây giờ thì có người rồi, không phải trên trời. Thì nó ở đâu? Tuấn Ma xuống kiểm tra đi em ơi. Đúng rồi. Rồi, có đi không? Rồi, nó bắn rồi, nó bắn Tuấn Ma rồi. Thu tạo. Đúng rồi, khôn lắm. Thằng kia bắn không khí à. Quá là lon luôn, Tuấn Ma đẳng cấp. Sai, ngầu. Thôi, anh thấy mày cũng ngầu rồi. Được rồi, được rồi em ơi. Dùng hành động ngồi đấy, nó kè đầu rồi đấy. Di chuyển liên tục đi em ơi. Vẫn còn tiếng chân ở quanh đây, Tuấn cẩn thận nhá. Thôi mày ngồi im đấy cũng được, để thằng anh xử cho. Bắn giáp luôn. Tuấn cái pha đấy ngầu thực sự luôn đấy. EQ cực cao luôn. Giật bóng xuống, xong đợi địch bắn, giật lên. Xong là để cho mình bắn ấy, kiểu như là nó chỉ tập trung vào giết Tuấn pha đấy ấy. Một thằng nhảy dù xuống kìa. Cẩn thận. Mày bắn ai? Anh ta lao vào như một vị thần và chết như một thằng đần. Tuấn ơi, anh gạt xong à, lấy súng với đạn mang đi cho anh nhá. Hiện tại thì bo thu khá đẹp, mình cũng mong là bo sẽ thu về khu vực này thì phải gọi tuyệt vời. Nhưng không, anh Gardena đã bảo đời eo đeo sắc méo. Thôi được rồi, nói chung là bo thu vào là mình hoàn thành thử thách mà, đúng không? Thằng này bắn Tuấn Ma đúng không? Tao cảnh cáo thằng vừa lấy rồi, lại đến mày nữa. Thằng này là cái thằng mặc cái đồ LMC vừa lấy này. Ui, bình tĩnh. Ui lọ đâu anh em? Huỳnh ơi, ghim hộ mình vị trí với. Tôi xong rồi. Nó ném bom lên nữa kìa. Rồi, để cho em hoàn thành thử thách đi. Bo sắp chạm rồi. Bo chạm là mình hoàn thành thử thách. Bo thu nhanh nào. Rồi, chính xác thằng này. Mày bắn tao, mày. Tao ở bên này, mày cũng chĩa được cây súng sang, mày bắn được. Tao không hiểu là mày nghĩ. Ui dồi ôi. Trời ơi, cái chảo nó cong, mình không đặt được keo. Bo còn chưa tu nữa. Tôi thì clip của mình đến đây kết thúc rồi. Nếu bạn nào thấy hay cho em xin một like, cũng như đăng ký kênh và bật quả chuông nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại ở video lần sau. Bye bye.